Xin chào mọi người, rất vui khi được gặp lại các bạn trên kênh Builder TV. Hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng Excel để gửi hàng loạt thông báo qua Zalo. Đầu tiên, mình sẽ giới thiệu về bảng thông báo mà nhà trường cần gửi đến phụ huynh học sinh. Bảng này bao gồm các thông tin như tên học sinh, lớp, tổng tiền, chi tiết khoản thu và ghi chú. Tất cả đều được cập nhật theo danh sách của từng học sinh. Các thông tin này sẽ được tự động cập nhật từ sheet bảng tổng hợp thông qua hàm lookup. Trên sheet này, chúng ta có một nút để thay đổi số thứ tự, giúp chúng ta xem trước nội dung thông báo trước khi gửi. Tiếp theo, chúng ta sẽ quay lại sheet gửi tin nhắn. Đây là một sheet quen thuộc với những bạn đã theo dõi kênh của mình. Chúng ta sẽ thực hiện lần lượt các bước để lấy tọa độ và gửi tin. Bước 1. Chúng ta sẽ chia đôi màn hình giữa file Excel và Zalo. Lưu ý là cửa sổ Zalo cần đủ lớn để hiển thị được ô tìm kiếm và ô nhắn tin. Bước 2. Chúng ta sẽ nhấn vào nút lấy tọa độ trên file Excel, sau đó di chuyển chuột đến ô tìm kiếm và copy tọa độ này vào ô tìm kiếm. Tương tự, chúng ta sẽ lấy tọa độ cho ô nhắn tin. Bước 3. Sau khi đã lấy xong tọa độ, chúng ta sẽ nhấn vào nút gửi. Lúc này, Excel sẽ tự động gửi từng thông báo theo danh sách học sinh đến số Zalo của phụ huynh học sinh tương ứng. Lưu ý là sau khi nhấn nút gửi, chúng ta không nên sử dụng chuột và bàn phím. Nếu bạn muốn dừng file trong quá trình chạy, hãy nhấn tổ hợp phím Control Pause Break, sau đó chọn End. File này mình đã làm theo yêu cầu của một khách hàng, nên mình không thể chia sẻ trong video này. Tuy nhiên, bạn có thể tải file gửi tin nhắn Zalo hàng loạt tại đường link hoangtuan.net/chess/99. Đường link này mình cũng đã để trong phần mô tả của video. Nếu bạn muốn có một file tương tự, hãy liên hệ với mình qua email hoặc Zalo trên website hoangtuan.net. Chúng ta sẽ kết thúc video ở đây. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.